mãi chơi quên mẹ. Được giấy khen, mẹ mau ra xem này. Ui, thật vậy sao? Mẹ chúc mừng con trai nhé. Như vậy là hè này con sẽ được lên thành phố chơi ở nhà bắt hùng phải không mẹ? Đúng vậy con trai à, con đã được giấy khen và sẽ được thưởng như lời mẹ đã hứa. Bác Hùng đã gọi điện về cho mẹ, mai bác đi công tác và sẽ qua đón con lên thành phố chơi một tuần nhé. Yeah, mẹ thật tuyệt vời. Con lên nhà bác Hùng phải ngoan, nghe lời hai bác và các anh chị biết chưa? Chơi với bác một tuần rồi mẹ lên đón con nha. Con nhớ rồi ạ. Từ bé đến giờ chưa khi nào hai mẹ con xa nhau lâu thế. Tí đi chơi thế này mẹ sẽ nhớ tí lắm đây. Sao mẹ lại khóc nhỉ? Con chỉ đi chơi có một tuần thôi mà. Nhiều món ăn ngon quá. Có những món ở dưới quê cháu chưa từng được ăn bao giờ bác ơi. Thức ăn ngon là cháu phải ăn thật nhiều vào nghe chưa. Mấy anh chị em chơi ngoan, mai bác sẽ đưa cả ba đi hồ bơi. Tất cả có đồng ý không nào? Tuyệt vời ạ. Wow, ở đây đẹp quá. Ở quê em không có những chỗ chơi như thế này anh chị ơi. Thế này đã nhầm nhò gì, em cứ ở đây chơi sẽ còn được đi nhiều nơi thú vị hơn thế này cơ. Cha, tụi bạn mình ở quê làm sao mà được thấy những trò chơi kỳ diệu này chứ. Tí ơi, em vào nghe điện thoại, mẹ em gọi nè. Alo, mẹ ơi, con Tí đây ạ. À, con trai của mẹ lên chơi nhà bác con ngoan không? Con chơi ngoan mà mẹ, các anh chị quý con lắm, dẫn con đi hồ bơi này, rồi mua cho con cả đồ chơi nữa. Con vui lắm mẹ ơi. Ừ, con vui là được rồi, con ở chơi nhà bác cả tuần thế là được rồi. Mai mẹ sẽ đi xe khách lên đón con về, Tí về con phụ giúp mẹ nhiều việc nữa nghe chưa. Đã một tuần rồi sao ạ? Nhưng con vẫn muốn chơi thêm một tuần nữa mẹ ơi, mẹ đồng ý nhé. Đi mà mẹ. Tí chơi vui không nhớ mẹ sao? Thôi được rồi, mẹ sẽ đồng ý. Nhưng chỉ chơi thêm một tuần nữa thôi đấy, nghe con. Yeah! Vâng ạ, con chỉ chơi thêm đúng một tuần nữa thôi mẹ ơi. Con chào mẹ. Tí nghe điện thoại đi em, chắc mẹ em gọi đó. Alo, mẹ ơi. Ừ, mẹ đây con. Có nhớ mai là ngày mẹ hẹn lên đón con không? Xa mẹ lâu ngày thế, có nhớ mẹ không? Mẹ ở nhà một mình buồn và nhớ Tí lắm. Mai mẹ bắt xe khách chuyến sớm lên đón con nha. Con có nhớ mẹ, nhưng con vẫn đang chơi vui. Mãi mới đến kỳ nghỉ hè, được lên chơi với anh chị. Nên con chưa muốn về mẹ ơi. Khi nào về, con sẽ gọi để mẹ lên đón con. Thế thôi con chào mẹ, con cúp máy đây. Ờ kìa Tí, con, alo, con nghe thấy mẹ nói không? Alo. Thằng bé mãi chơi quá, thôi thì đành chiều nó vậy. Hôm nay anh đã hẹn bọn thằng Nam ở phố bên. Anh em mình hôm nay phải đọ sức với bọn này mới được. Em vào nghe điện thoại đi, chắc lại là mẹ em gọi đấy. Vào nghe nhanh rồi còn đi. Vâng, để em vào nghe. Mẹ ơi, mẹ lại gọi con có việc gì thế ạ? Con đang vội đi chơi lắm. Có gì mẹ nói nhanh lên đi ạ. Ừ, các bạn trong xóm nhắn con về để tham gia sinh hoạt hè đấy. Con... Ôi, tưởng chuyện gì, cái đó không quan trọng đâu mẹ ơi. Trên này con có được các anh chị dẫn đi chơi nhiều trò còn thích hơn cơ. Nhanh lên Tí ơi, bọn thằng Nam qua gọi rồi đây nè. Thôi mẹ đừng gọi lên nhiều, con còn bận đi chơi lắm. Vậy nghe mẹ. Mai được nghỉ, bác sẽ đưa cả ba anh chị em đi sở thú chơi. Các con đồng ý không nào? Có ạ, chúng con thích lắm, thật tuyệt vời. Con sư tử kia bị làm sao vậy ạ? Cậu bé lại để ý đến con sư tử này sao? Bọn trẻ đến đây chỉ thích ngắm những con sư tử to lớn, nhanh nhẹn, dũng mãnh. Tại cháu trông thấy nó rất tội nghiệp, nó bị ốm phải không chú? Nó là mẹ của hai con sư tử con rất dễ thương. Thực ra trước đây nó rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất đàn. Nhưng từ hồi người ta chuyển hai chú sư tử con sang trung tâm huấn luyện động vật,
con mẹ bỗng thay đổi hẳn. Chú ơi, tại sao người ta lại không cho sư tử con ở cùng với mẹ của nó vậy chú? À, người ta chuyển hai con sư tử con đến trung tâm huấn luyện vì ở đó có điều kiện tốt hơn để chăm sóc cho bọn chúng. Chỉ tội cho sư tử mẹ buồn vì nhớ chúng nên nó mới bỏ ăn, ủ rũ như vậy đấy cháu à. Các con động vật cũng biết vui, biết buồn, biết nhớ khi phải xa con của nó hả chú? Đúng rồi cậu bé à. Các loài động vật cũng có cảm xúc như con người cháu à. Nếu như cháu xa mẹ vài ngày thì mẹ sẽ rất nhớ cháu đúng không? Sư tử mẹ cũng vậy đấy. Vì xa đàn con lâu quá mà buồn rầu, ốm yếu. Nó cứ bỏ ăn thế này chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thôi chết, mình đã đi chơi lâu quá rồi. Mẹ ở nhà một mình chắc cũng buồn và nhớ mình lắm. Vậy mà mấy lần mẹ gọi về, mình đều khất lần đòi ở lại. Tí ơi, mau ra đây cùng bác, kẻo đi lạc bây giờ. Mẹ, con chào mẹ, con đã về rồi ạ. Ủa, con nói khi nào về sẽ gọi điện cho mẹ mà. Tí về bất ngờ là mẹ vui quá. Có biết là con đi chơi lâu thế, mẹ nhớ con lắm không? Mẹ, con xin lỗi mẹ ạ. À, con mãi chơi quá mà quên mất rằng mẹ ở nhà một mình rất buồn. Con... Không sao đâu con. Con của mẹ đã biết nghĩ như vậy là lớn thật rồi. Mẹ không sao đâu. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé. Con biết lỗi của mình rồi. Những điều có thể. Tại sao cậu lại dám làm như vậy? Cậu là bạn thân của tôi, tại sao tìm cách nói dối để cướp đi công trình nghiên cứu mồ hôi công sức mà tôi nghiên cứu 2 năm nay? Có bằng chứng gì chứng minh rằng đó là công trình nghiên cứu của cậu chứ? Tôi sẽ đi nói với tất cả mọi người xem cậu còn nói dối được không? Nói dối ư? Rồi xem mọi người nghĩ ai mới là người nói dối. Người nào công bố công trình nghiên cứu trước, người đó là người phát minh. Làm gì có ai phân biệt được lời nói dối nào là thật chứ? Cháu xin bác đấy, cháu bị lừa dối quá nhiều rồi. Hãy cho cháu mượn chiếc kính ấy đi. Bác Râu, xin hãy nể tình người cha quá cố của cháu. Không cần nhắc đến cha cậu đâu, bởi vì không đời nào ta cho cậu mượn. Bác Hết rất quý cháu. Sẽ thế nào nếu cháu kể với bác ấy về việc bác lạnh lùng bỏ mặc cháu ngày hôm nay nhỉ? Cậu dám, không được kể xấu ta trước mặt bà ấy. Cầm lấy và đi đi, đồ ma mảnh. Cảm ơn bác. Với chiếc kính phát hiện nói dối này, từ nay không kẻ nào có thể qua mặt được ta nữa. Cô về đây làm gì? Bố dạo này đang ốm bệnh, tôi về thăm bố thì có gì lạ sao? Con gái lúc nào chả hơn con dâu. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi vẫn luôn chăm sóc bố chu đáo. Phải chăng cô về đây vì mảnh đất màu mỡ ở trung tâm thành phố? Sao chị lại nói như vậy? Tôi thương bố thật lòng. Đối với tôi, của cải vật chất không là gì cả. Cô con gái kia vì mảnh đất màu mỡ giá trị, chứ thương bố nổi gì. Cô ta là ai mà anh lại hẹn gặp riêng tại quán cà phê? Cô ấy chỉ là bạn học cũ, tình cờ gặp lại thôi. Anh thề anh chỉ yêu mình em. Lại thêm một con người chỉ biết nói ra những lời gian dối. Cuộc sống này thật xấu xa. Cháu đang làm gì vậy? Dạ, cháu đang viết thư gửi lời ước đến ông già Noel ạ. Ông già Noel ư? Ai nói với cháu là ông già Noel có thật? Dạ là mẹ ạ. Mẹ bảo nhất định tối Noel ông sẽ đến ạ. Mẹ cháu nói dối cháu đó. Ông già Noel làm gì có thật trên đời? Và chú khuyên cháu rằng những điều ước hãy tự mình thực hiện, đừng trông cậy vào ông già Noel và những thứ dối trá đó. Có chuyện gì mà sao nhìn cháu mắt thâm quầng, lo lắng quá vậy? Chả giấu gì bác, tối qua đứa nhỏ con gái của cháu sốt ly bì rồi chẳng chịu ăn uống gì cả. Ồ hay, tôi tưởng con bé dạo này sức khỏe đã khá hơn nhiều rồi mà. Cháu cũng không biết tại sao nữa, sáng hôm qua nó còn háo hức mong chờ ngày Noel lắm. Ấy thế mà tối qua nó nằm liệt giường, nịnh bao nhiêu cũng không chịu ăn. Cháu sợ lắm, con bé còn quá nhỏ mà phải chống chọi với căn bệnh máu trắng.
Cháu rất sợ một ngày nào đó sẽ mất nó. Phải chăng cô bé buồn vì những lời mình nói? Nhưng mình chỉ nói sự thật thôi mà. Ông già Noel kính mến, cháu là một cô bé ngoan. Mẹ cháu thường khen như vậy mỗi khi cháu tiêm và truyền hóa chất. Chẳng hiểu sao tóc cháu cứ ngày càng rụng nhiều hơn. Cái nơ mẹ tặng cháu chẳng thể đeo được nữa. Ông già Noel sao? Đúng là ta đây cô bé. Nhưng ông già Noel làm gì có thật? Chú hàng xóm đã nói với cháu như vậy mà. Vậy ta đứng ở đây, hiện diện ngay trước mặt cháu, không làm cháu tin tưởng được hay sao? Dạ, cháu tin. Cháu tên ạ. Cháu có phải là một cô bé ngoan không? Dạ phải. Tốt lắm, đây là phần thưởng dành cho đứa trẻ ngoan ngoãn. Sao ông biết cháu đang mong có món quà này ạ? Vì ta là ông già Noel mà. Thật tuyệt vời. Vậy là cháu có thể thực hiện ước mơ đeo chiếc nơ mà mẹ đã tặng cháu rồi. Cháu còn ước mơ nào nữa không? Cháu ước năm mới sang, cháu có thể đi học trở lại để gặp bạn bè. Cháu nhớ các bạn và thầy cô lắm ạ. Nhưng mẹ nói, sức khỏe cháu không cho phép cháu đến trường. Không, nhất định cháu sẽ nhanh hồi phục để được trở lại trường học. Nếu cháu luôn vui vẻ và ngoan ngoãn điều trị, mọi điều ước đều thực hiện được nếu như cháu có niềm tin và động lực để cố gắng. Thật là tuyệt vời. Ông già Noel, ông là một người tốt và cao cả. Cháu cảm ơn ông rất nhiều. Có lẽ mình đã nhầm. Không hẳn lời nói dối nào cũng xấu xa và xuất phát từ một trái tim giả dối. Lời nói dối hôm nay đã đem lại niềm vui và hy vọng để cô bé ngoan ngoãn này có thể mạnh mẽ mà đương đầu với khó khăn. Đúng rồi, chiếc kính nói dối này đâu cần thiết nữa. Cuộc sống là vậy, sự thật và lời nói dối luôn song hành. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì điều quan trọng nhất vẫn là làm người khác hạnh phúc từ chính tấm lòng chân thành của mình. Trả đũa. Tôi ơn thầy, nhờ có thầy mà phong thủy nhà tôi được cải thiện đáng kể. Từ dạo làm nhà trên mảnh đất thầy chỉ đến giờ, làm ăn cứ đà tăng tiến. Rõ là vậy, anh chỉ cứ ghi nhớ rằng, phàm khi làm nhà trên mảnh đất tốt, ắt sẽ làm thay đổi vận mệnh của chủ nhà theo hướng tích cực. Đúng là tiếng thầy phong thủy nổi tiếng nhất trong vùng cấm có sai. Nhà tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Lần sau có việc, lại mời thầy qua xem giúp cho nhà tôi nha thầy. Ông bà quá lời rồi, có gì ông bà cứ gọi, tôi lại đến xem cho. Dạ, có dịp mời thầy lại nhà chơi. Thôi, tôi về nha. Hồ Vân, chào thầy. Gớm, đi đến rã chân suốt cả chặng đường, mà chẳng có lấy cái quán xá nào. Bài quá, có nhà kia rồi, phải vào xin một bát nước, không thì chết khát mất. Chị ơi, làm ơn cho tôi xin bát nước được không? Đi cả chặng đường, mà chẳng gặp cái quán nào cả. Khát quá chị ơi. Ông đứng đây chờ tôi một lát. Ôi trời ơi, cái mảnh đất của nhà bà này xấu quá. Không biết mà làm nhà lên chỉ có xui xẻo suốt đời. Trời ơi, xin có mỗi cốc nước mà bà ta đi đâu lâu thế? Ông hẳn cứ đợi tôi một lát nữa đã. Tôi quay lại ngay. Không lẽ hôm nay mình ăn mặc tuyền toàn quá, bãi lại tưởng là ăn xin nên khinh mình. Thầy kệ, cứ xin được ngụm nước uống cái đã. Ôi, xin có mỗi ngụm nước mà khó khăn lâu la đến vậy. Bãi định cho mình uống nước thánh chắc, thật là quá thế mà. Đây, nước của ông đây nè. Mụ này chơi khâm mình chắc, biết người ta đang sắp chết khác. Chỉ cần bát nước lạnh là xong. Thế mà bỏ đi rõ lâu, rồi quay lại cho ngũ cốc vào cốc nước thế kia, thì uống sao nổi chứ. Đây, ông uống đi. Ông đây vì nhớ đường quá gian, sắp chết khác mới phải nhịn nhục thế này. Để ông uống xong, sẽ tính sổ với mụ.
Ấy ấy, ông hãy uống từ từ thôi. Ông uống nữa không? Để tôi đi lấy thêm cho. Thôi, tôi uống cũng đủ rồi. Xin phép chị. Này, chị chủ nhà ơi. Hả? Có việc gì nữa thế ông? Chả dâu gì chị. Tôi là thầy phong thủy, cũng gọi là có tiếng ở vùng. Đi tới đâu là ngứa nghề tới đó, nên cũng ngứa cái miệng. Có gì chị thông cảm cho. Ồ, vậy ra ông là thầy phong thủy ư? Chẳng hay ông có lời khuyên gì cho mảnh đất nhà tôi đang ở hay không? Cũng chả có cái gì to tát. Thấy bà chị tốt bụng và cũng muốn cảm ơn bà chị đã cho tôi uống nước, cho nên... Dạ vâng, ông cứ nói, tôi xin nghe đây. Cái mảnh đất này là mảnh đất nhà chị phải không? Đúng rồi, thế thì sao hả ông? Tốt lắm, bà mà xây nhà trên đất ấy sẽ vô cùng may mắn đấy. Thật vậy sao ông? Thật chứ chả đùa. Ôi, thế này thì phúc đức cho nhà của tôi quá. May mà gặp được đúng nhà thầy ở đây. Vừa hay nhà tôi cũng đang định nới rộng ra cái nhà này. Này có thầy mách vậy thì thật chẳng có gì quý hóa bằng. Có gì đâu, cũng gọi là có chút gì trả ơn bà chị. Ấy thôi, thế tôi chào chị, tôi phải về đây kẻo tôi mất. Vậy thôi thế, chào ông nha. Cho bố trừ cái thói xấu bụng đi. Mấy năm sau. Ơ kìa, chính là ông đây rồi. Chết rồi, thế khoái nào mình lại đi qua đây. Gặp đúng mụ chủ nhà năm xưa. Mụ ấy nhận ra mình mất rồi. Mụ ấy mà cấm được mình thì chỉ có chết đòn. Ôi trời ơi, đúng là ông rồi. Gớm cái nhà ông này. Mấy năm mới gặp lại được ông. Ông không còn nhớ tôi sao? Bà là... Rõ là cái nhà ông này đã quên thật rồi. Tôi chính là người mà năm xưa ông vào nhà tôi xin nước đó. Ông có nhớ không? Ông còn chỉ điểm cho nhà tôi cái mảnh đất phong thủy để xây nhà nữa đó. Đúng rồi. Xin bà... Đi, mời thầy theo tôi. Không thôi được, gặp được ở đây, thầy phải về nhà của tôi, ở ngay đây rồi. Sao bà này khỏe thế? Mấy năm trước mình có chơi xấu bà chỉ cho mảnh đất phong thủy không tốt. Quả này bãi bạc hết tông chi họ hàng ra, cho mình một trận như tử mất thôi. Chẳng phải đây là mảnh đất của ngôi nhà cũ năm xưa hay sao? Đấy, chính là đấy. Nên tôi mới kéo thầy bằng được về nhà tôi chơi. Mời thầy uống chén nước thăm nom nhà cửa luôn. Chả mấy khi lại được gặp thầy. Tài thật, sao họ lại vẫn giàu có, sung túc đến thế nhỉ? Rõ là vị trí mảnh đất này rất xấu mà. Lạ thật. Thật là nhờ có thầy chỉ giúp cho. Từ khi làm ngôi nhà mới này, gia đình tôi gặp vận may liên tục. Và giờ đã khấm khá lên rất nhiều. Tôi đâu dám. Hồi đấy nhà tôi đã bao lần định nới nhà cho rộng mà cứ băn khoăn mãi. May gặp đúng thầy mách nước cho nên nhà tôi quyết làm luôn đấy. Mời thầy vào nhà chơi, uống chén nước với nhà tôi đã. Thôi, tôi không dám. Kìa, thầy. Tôi xin lỗi, thật ra lúc ấy tôi thấy bà đối xử tệ với tôi nên tôi... Sao thầy lại nói tôi đối xử tệ với thầy? Thế chẳng phải là... Ôi trời đất ơi, thầy hiểu nhầm tôi rồi. Mẹ tôi từng dặn rằng đừng để người đang khát khô họng uống nước lạnh sẽ rất là nguy hiểm. Nên tôi mới lấy nấm ngũ cốc cho vào để ông phải uống chậm lại mà thôi. Ôi trời ơi, mình làm thầy phong thủy mà lại hồ đồ, không nghĩ được sâu xa. Giờ thì mình đã hiểu tại sao người chủ này sống trên mảnh đất xấu, xui xẻo mà vẫn thịnh vượng, may mắn là vậy. Chính chị ấy sống có đạo đức, biết giúp đỡ, yêu thương và nghĩ cho người khác như vậy, nên chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi ý định xấu của bất cứ thế lực tàn hình hay phong thủy nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!